Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ ngày 11 tháng 4, Thủ tướng Nhật Kishida Fumio đã phát biểu trước quốc hội nước này, trong đó khẳng định cam kết của Tokyo sẵn sàng hỗ trợ Washington trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế phát biểu trước các nghị sĩ mỹ thủ tướng kishida đã nhấn mạnh vai trò của mỹ trong các vấn đề quốc tế đặc biệt khi thế giới đang đối mặt với những thách thức mới ông khẳng định nhật bản sẽ kề vai sát cánh và sẵn sàng hỗ trợ mỹ giải quyết các vấn đề quốc tế đồng thời đề cập tới vai trò của liên minh mỹ nhật với hòa bình và sự thịnh vượng Cùng ngày, Thủ tướng Kishida cùng Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. tham dự cuộc họp ba bên Mỹ, Nhật, Philippines. Các nhà lãnh đạo đã khẳng định ba nước chia sẻ các giá trị và nguyên tắc cơ bản hỗ trợ sự phát triển kinh tế khu vực, đảm bảo hòa bình và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.